tôi lính chiến xám lao vất vả đây đó, lâu lắm rồi chưa có lần về thăm nhà. Tôi có người yêu, tôi đã xin chào tất cả các anh em đang theo dõi video cũng như kênh YouTube của Thanh Tâm. Ngày hôm nay thì em đã soạn ra một bộ dàn về hàng tại bên em với một cái mức giá cũng khá là tốt cho anh em chơi nhạc, đặc biệt là anh em nào yêu thích những thể loại nhạc bolero cũng như nhạc Âu. Đây là phiên bản dàn âm thanh mini đến từ thương hiệu Onkyo và nằm trong hệ sinh thái Intech 205 của hãng. Phiên bản này là phiên bản Onkyo 909, và trước đây trên kênh thì em đã có giới thiệu phiên bản 909X. Hiện tại thì hàng về 4 thớt với remote zin theo dàn và cái hình thức cũng rất là đẹp, và còn chạy tất cả mọi thớt đều hoàn hảo. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua các bác tính năng của từng thớt một và cặp loa theo dàn. Đây là chúng ta sẽ có một cái âm ly Onkyo A909, các bác có thể thấy. Và cái âm ly này được trang bị bát chép ngay mặt máy này, tăng giảm âm lượng này, input vào với 6 cái đường nhạc vào khác nhau. Chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng là Acoustic Refrain. Khi bật cái này lên thì cái nhạc nó sẽ trong hơn và chi tiết hơn một chút, với hai cái chế độ on, boot 1 và boot 2. Âm ly này cũng được trang bị ở cổng rách bắp chuối tiêu chuẩn và với 6 đường vào khác nhau. Các bác có thể này thấy này, CD này, MD này, tuner này, Nine 1, Nine 2, tape. Phía dưới chúng ta có một cái thớt Equalizer. Đây là một trong những cái thớt rất là ít ở trên những cái bộ dàn mini mà có cái thớt này. Ok, cái điện nó hơi xước một chút. Cái thớt này thì giúp chúng ta có thể lựa chọn thêm nhiều những cái phong cách nhạc khác nhau, có thể tinh chỉnh bass chép qua cái thớt Equalizer này. Đây là cái thớt MD với mã 5105. Đầu MD này thì đọc và ghi rất là tốt các bác nhá. Hiện tại em đã test ok hết rồi. Vừa rồi em quay video thì em quên rút cái nhầm cái điện này, em không cắm mà thì thôi cũng ngại. Nhưng mà chắc chắn em bán này là chắc chắn là điện sẽ đọc này. Đó. Đây là CD thì với tên mã là C705, đọc rất là tốt và cái đĩa quang đọc này nó hơi bị xước một chút vì thế anh em vừa rồi nghe, còn bình thường nó đọc tất cả các loại đĩa chép các bác nhá. Phía trên mặt lưng của nó thì cũng không có cái xước răm quá nhiều. Đây là cái bị nõm do những cái thớt nó bị kê lên, nhưng hiện tại thì em đã đẩy cái thớt âm ly lên trên, đúng như mà em hay tư vấn cho các bác phải kê cái thớt âm ly lên trên để cho nó tản nhiệt nó tốt hơn. Đi sang dàn là cặp loa D102AX của Onkyo với hai đường tiếng thoát hơi đằng trước này, chép đôm đường kính 3cm và đường kính bằng bát khoảng 11cm đó. Cái bộ loa này, loa bookshelf nó làm là gỗ MDF này. Đây là tất cả những cái keo này chúng ta về có thể nao đi này. Phía sau thì chúng ta sẽ có cái thông số của loa là 4 ohm 80W và được sản xuất tại Made in Japan. Bộ dàn này thì nó được sản xuất cách đây cũng khoảng 6-7 năm rồi, vì thế nên là tất cả các máy móc cũng như là loa thì sẽ được làm tại Made in Japan. Đi theo dàn là cái khiển remote như thế này, các bác có thể điều chỉnh được tất cả những cái thớt cùng trên một điều khiển khi mà cắm dây RI với nhau. Bộ dàn này với mức giá là 6 triệu, bác nào quan tâm thì em sẽ tặng cho bác thêm một cái đổi nguồn nữa về các bác chỉ việc chơi nhạc thôi. Các bác lưu ý nhá, 6 triệu bộ này là thêm thớt Equalizer chứ không phải thớt tuner đâu các bác nhá. Equi này rất là giá trị này. Các bác có thể phối ghép cũng như là tinh chỉnh được nhiều cái phong cách chơi nhạc khác nhau về bass chép và trung âm. Bộ dàn này thì cũng như em đã giới thiệu với các bác cả bộ đằng sau nữa. Cái thiết bị của Onkyo thì nó sẽ thiên về nhạc trữ tình cho chúng ta. Ngoài ra thì chơi nhạc Âu cũng rất là phê và hay. Ok, test cho các bác nghe một đoạn này. Xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng thái tên anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về chim trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoay hỏi còn ai cô chi
gác canh dài ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Dâng hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ con, đường xưa em đi. Thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi một đêm tranh thân. Quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với này. Với mức giá là 6 triệu tặng đồ nguồn đi kèm, bác nào quan tâm tới thiết bị này thì hãy liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Cũng có rất nhiều bác thắc mắc là số hotline cũng như số điện thoại em đâu, thì các bác hãy nhìn ở phía dưới của cái tên của kênh thì cũng đã gắn kèm số điện thoại ở đó. Và các bác có thể kết bạn với số Zalo của em để có thể cập nhật thêm cái ảnh chi tiết HD về bộ dàn 909 này. Xin chào và hẹn gặp lại.